Nói chung là xem cái con Nissan này xong thì thấy rất là đẹp, chơi được á. Người coi thì nhớ hay nhớ đăng ký. Alex đang ở trong cái con Nissan máy dầu TD42. Để soi nội thất cho mọi người coi nè. Ha, để soi nội thất cho mọi người coi nha. Xem mà hồi hộp quá mọi người. Đẹp quá. Máy còn mòn quá. Cái lỗ nó còn tròn quá. Cái số rồi này kia nó còn khô luôn. Chưa. Nước thơm, nước sương còn zin đó mọi người. Nissan. Lại là một em Nissan TD42. Đây. TD máy dầu. Form này là form 2000 mọi người. Form vẫn thiếu. Thiếu nhưng mà máy dầu. Bây giờ mình cùng đi xem đất lốp. Đất lốp. Đất lốp. Cái lốp này là cũng cũ xưa lắm rồi. Bỏ đun lốp sẵn, xem luôn cái cua lốp. Cua lốp đẹp đó, cũng khá là đẹp. Dạ. Con này còn cứng hơn con kia kìa, con mấy sao này. Con này hả? Cứng hơn. Con này đẹp mà, con kia đời thấp. Con này đẹp. Có lại chiếc Land Cruiser thấy còn đẹp quá. Dạ. Nhưng mà Land Cruiser đấu này. Ngồi thị trường có bán 200 mấy. Đúng rồi. Con này nhìn đẹp quá hả? Quá đẹp anh. Nó mà máy xăng, máy dầu mà. Nó máy dầu đó. Con này mà máy dầu hả? Máy dầu đó. Ừ, mà con này mà máy xăng thì hốc xăng khủng khiếp luôn. Con này mà máy dầu anh. Máy dầu anh máy xăng. Dầu. Dầu. Bí mật nha. Con kia là máy dầu nè, máy dầu mà con kia là cũng là máy xăng hả? Con kia máy dầu luôn. Sao anh phân biệt được máy dầu máy xăng giỏi vậy? Dạ. Biết chứ. Trong hồ sơ hả? Ừ. Không, đúng rồi, trong hồ sơ hết. Đa phần là trong hồ sơ hết, mình nghiên cứu hồ sơ xong mình mới mua chứ. Nhưng vỏ này cũ lắm rồi. Con Nissan này ha. Con này đâu phải Nissan. Nissan. Anh Nissan luôn hả? Nissan Terrano. Con này cũng đẹp anh này. Ừ, con này đẹp mà, con này đi, con này với con này là một hãng. Con này cộp đi. Mà con này chưa có bán. Thấy con này đi đúng bài luôn á. À. Dạ. Con đẹp này. Anh thích không? Hả? Con này ở ngoài thị trường nó bán khoảng trăm, hơn trăm, trăm rưỡi, trăm sáu gì như. Mà ở sở tài chính mình định giá tới 170 lên. Ừ. Nội thất da. Da còn đẹp. Ừ, củ số còn ngon à. Chưa bán. Còn ngon, còn ngon. Xe này còn ngon quá. Đời bao nhiêu anh? Đời 2000. 2000 à? Dạ. 2000 mà sao nó sang nó có mỏ đi à? Có. 2000 cho lên là nó có form này bản thiếu. Anh lấy con này được nhiều bán. Lấy con nổi hay không mới là vấn đề. Sao sắp xếp không được hả? Không, ở mình là Đắk Lắk mình đâu có vụ sắp xếp gì đâu.
Đấu trực đấu gián tiếp bỏ phiếu thôi. Trong nội thất rồi. Khóa mất tiêu rồi. Dạ dạ, cảm ơn anh nha. Bác giao thông rất là thích mê xe. Cục cứng. Khóa mất tiêu rồi. Mở cái máy lên coi. Máy của em nó đây. Oh. TB TD 42. Ui, nhìn cái đình dầu của nó nè. Xem mà hồi hộp quá mọi người. Đẹp quá. Máy còn hồn quá. Còn điện mà không có chìa khóa. Cốt kiếc đồ này kia da cũng zin hết. Này còn đẹp lắm. Không biết bao nhiêu cây số nhưng mà còn đẹp quá. Làm gió rồi. Làm gió rồi. Làm gió còn xuất sắc mọi người. Đẹp thiệt. Đẹp quá. Đẹp quá. Bản thiếu thôi nhưng mà đúng là xuất sắc. Xuất sắc. Gầm bệ cua lốp còn ngon quá. Alex đang ở trong cái con Nissan máy dầu TD42. Để soi nội thất cho mọi người coi nè. Để soi nội thất cho mọi người coi nha. Đẹp quá. Thêm cái camera này nè. Cửa số cầu nè. Nội thất còn đẹp. Còn hoàn hảo mọi người. Bản thiếu. Nước da của nó còn zin. Còn đẹp lắm. Da này về vệ sinh là đẹp thôi. Trời sao ta. Mở bên này. Mở cái cửa bên này. Mở cái cửa. Cái form bản đủ thì ngon quá. Bản thiếu khi mình xem mình cũng hụt hẫng. Thiếu đủ gì cũng là xe mà. Đẹp. Cửa không chắc. Cửa không chắc ghê. Tối quá.
Con này trước là của cơ quan nào anh nhỉ? Không rõ. Không rõ. Cái ốc chân máy còn zin luôn á. Đù, máy dầu. Quá phê. Một sau. Gầm còn đẹp lắm. Những cái lỗ à, những cái lỗ nó còn tròn vo. Cái số đồ này kia nó còn khô luôn. Chưa